anh em, với tình hình mùa Tết này thì khả năng rất cao là chúng ta sẽ phải ở nhà và hạn chế ra ngoài. Thì với rất nhiều ngày nghỉ, đặc biệt là với các bạn đang đi học nên chắc chắn thời gian dành là khá nhiều. Và dành như thế này thì đa số mọi người sẽ chơi game chứ còn làm gì nữa. Nhưng mà chơi các tựa game phổ thông như là Dota, Liên Minh hay kể cả là PUBG và Among Us mãi cũng sẽ chán. Một phần vì nó mang tính đối kháng cao nên nhiều lúc buồn thua liền tù tì thì không muốn chơi nữa và ức chế. Nên là hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tựa game để chơi cùng bạn bè. Mới có, cũ cũng có nhưng mà rất hay và mới lạ. Đặc biệt là những tựa game này chủ yếu theo phong cách BVM nên nó sẽ mang tính giải trí cao hơn nhiều so với đối kháng những ngày Tết này. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Một là game Left 4 Dead 2. Left 4 Dead là một tựa game cực kỳ nổi tiếng của Valve và bạn cùng tối đa 3 người nữa sẽ lập thành một tổ đội để đi bắn zombie và nhiệm vụ thì theo màn chơi. Hệ thống vũ khí của Left 4 Dead thì khá là đa dạng cũng như là nhiều loại zombie yêu cầu sự phối hợp cùng đồng đội để xử lý nhanh gọn. Các bạn sẽ phải gặp nhiều loại zombie khác nhau, từ những con zombie phổ thông lấy số lượng bù chất lượng cho đến những loại zombie cao cấp hơn với những kỹ năng đặc biệt và đủ khả năng giết bạn nếu như không được đồng đội hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên không chỉ có vậy, Left 4 Dead vẫn được cộng đồng quan tâm bởi chính sách hỗ trợ các bản mod từ người chơi khá thoải mái của Valve. Có rất nhiều loại mod từ mod hình thức nhân vật cho đến cả những màn chơi mới cực kỳ hoành tráng gấp nhiều lần màn chơi mặc định. Có thể kể đến những map mod đỉnh cao như là Daybreak, Dead Overboard 2, Back to School. Với cấu hình yêu cầu của game cũng khá nhẹ và giá thành thì rất mềm, chỉ là 120k trên Steam. Nên đây cũng sẽ là tựa game đầu tiên mình khuyên anh em nên thử cùng bạn bè trong dịp Tết này nhé. Tựa game thứ hai sẽ là WMD. Nếu như Left 4 Dead là tựa game nâng cao tinh thần đồng đội thì WoW lại hoàn toàn ngược lại. Trong tựa game này các bạn sẽ có nhiệm vụ duy nhất đó là sử dụng những loại vũ khí tối tân như lựu đạn, rocket, cừu bay, chuối nổ, máy khoan, vân vân và mây mây với những hiệu ứng khác nhau để triệt hạ toàn bộ sâu của đối thủ. Nhưng mà điểm chung đó là những loại vũ khí này đều tạo ra vô số tràng cười sảng khoái mỗi khi sử dụng chúng. Với số lượng người chơi mỗi bản đồ lên tới 6 người, tương đương với tổng cộng là 48 con sâu lúc nhúc bò qua bò lại đánh nhau thì chắc chắn đây sẽ là tựa game cực kỳ giải trí và góp phần gia tăng tình hảo hữu bạn bè hoặc là có thể ngược lại. Tựa game thứ 3 mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Borderlands 2 và 3. Nếu như bạn chưa biết về Borderlands là gì thì đây nhìn chung là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, nhưng mà cách chơi thì lại giống hơn với các tựa game làm nhiệm vụ cày level và kiếm các loại trang bị vũ khí khác nhau để dần nâng cấp về sức mạnh cũng như là tính sát thương. Ngoài ra, Borderlands cũng đi kèm bảng kỹ năng để phát triển nhân vật nên có thể nói đây là một tựa game RPG hơn là game bắn súng. Tổ đội của game tối đa sẽ là 4 người với các kỹ năng khác nhau và nhiệm vụ chính của các bạn sẽ là phiêu lưu trên hành tinh Pandora rộng lớn, đối mặt với nhiều đối thủ khác nhau. Nhưng mà điểm chung của những con người trên hành tinh Pandora này đều là những người có trí óc hơi bất thường một chút và tạo nên sự điên đặc trưng của Borderlands. Đồ họa dạng cel shade cũng làm hình ảnh trong game trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn, nên là khi chơi tâm lý thì nhìn chung khá thoải mái. Hiện tại Borderlands 2 và 3 đang có mức giá lần lượt là 83.500 và 326.500 trên Steam dịp Tết này. Còn chờ đợi gì nữa mà không mua ngay và thử thôi các giáo sư ơi. Tựa game thứ tư là Warhammer Vermintide 2. Cả ba tựa game mình vừa kể trên thì đều là dùng súng ống và vũ khí chủ yếu. Nhưng mà với các anh em thích cái gì đó cổ điển hơn một chút như là đao búa rìu kiếm chẳng hạn thì Vermintide 2 là tựa game không thể bỏ qua. Cùng với phong cách chơi game dạng tổ đội 4 người hợp sức đánh nhau với quái vật, Vermintide 2 mang lại cảm giác rất phấn khích khi chơi bởi hình ảnh đẹp mắt và một phần máu me nữa. Việc nâng cấp nhân vật trong Vermintide cũng khá đa dạng với nhiều class khác nhau, từ người lùn cầm búa, pháp sư bắn lửa hay là người già bắn cung. Mỗi class lại có 3 hướng rẽ nhanh ra để các bạn có thể phát triển tùy ý. Nhưng nhìn chung việc kiếm đồ trong Vermintide 2 thì lại khá nhàn, các bạn chỉ cần tập trung chính vào việc chém giết chứ không phải cày đi cày lại nhiều lần. Mặc dù có cấu hình khá cao so với mặt bằng chung khi cần tới Core i5, 6GB RAM và card GTX 460 trở lên, nhưng mà những gì Vermintide 2 mang lại là rất đáng giá và đáng thử cùng bạn bè. Tựa game cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó chính là Serious Sam 3 và 4. Không có gì nhiều để nói về Serious Sam ngoài hai chữ đó là bắn giết điên cuồng. Serious Sam vứt bạn vào tối đa 15 người nữa và một màn chơi rộng lớn và lượng quái vật không chỉ có số lượng lúc nhúc mà còn đa dạng cực kỳ, từ hình dáng tới kích thước khác nhau. Nhiệm vụ của bạn và bạn bè đó là sử dụng mọi loại phương tiện súng ống khác nhau để dọn dẹp chúng và tiến lên trước khi gặp một con trùng có kích thước to vật vã và tốn khá thời gian mới giết được. Bắn súng và không cần suy nghĩ, tràn ngập tiếng cười cùng đồng đội là những gì mà Serious Sam 3 đem lại cho bạn và bạn bè trong dịp Tết Nguyên Đán này. Anh em có những game nào khác muốn giới thiệu thì hãy bình luận ngay ở phía dưới video này nhé. Còn mình thì sẽ để link Steam ở bên dưới để anh em có thể nhấn vào và mua về chơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye!